mọi người đến với kênh Khánh Trung Rock mọi người nha. Chào bác ơi. Vâng, hôm nay thì mình không gà mình chưa ra video mọi người, thì mẹ anh bệnh á, thì hôm nay mình cũng sẽ ra video một cái món ăn, nó chính là tôm gì ta? Tôm cá chanh. Tôm cá chanh mọi người. Thì mọi người muốn biết tôm cá chanh sao thì mọi người cứ theo chân 2-3 anh em mình mọi người nha. Với có một anh mọi người có coi xem cái kênh của mình á, thì anh nó cũng xin tham gia vô video của mình. Để chút xíu mọi người muốn biết ai thì mọi người cứ xem hết video thì mọi người sẽ biết mọi người nha. Đây mọi người, thì cái món tôm cá chanh của mình đây mọi người. Thì bắt đầu mình làm gì trước anh Sóc? Đây bây giờ mình lột ra. Lột có trước không? Giờ mình tôm rất là to nha. Giờ mình lột ra. Lột tôm ra mình để vô dĩa rồi tái ra mọi người. Trước khi mình sẽ lột tôm ra. Rồi. Đây lột tiếp nha. À, lột đây tiếp lột. Đây là anh Năm mọi người. Bỏ đầu đi. Lột đầu bỏ ra. Mình chăn cho mình thôi. Thì anh Năm thì cũng xem video của mình á, thì anh Năm muốn tham gia vô. Đúng rồi, đúng rồi anh Năm. Có xem video của con phải không? Anh Năm đây. Đây là mọi người. Đây là đây là anh Dũng mọi người, thì có xem video của mình á, thì hôm nay anh cũng vô tham gia video của mình mọi người. Đây. Đây. Tôm bự không à. Tôm này rất là gạch thôi. Gạch nhiều không? Nhiều quá. Cài lắm, chịu không nổi đâu. Lúc này không có rượu à? Chưa đâu, chưa tới món đó đâu. Ăn chút đây rồi mới tới món đó. Cái món đó để sao? Món đó thì để từ từ mới tính. Từ từ mới tới. Còn lắc có thằng chảy nước miếng mà. Bóc hết xong rồi ăn luôn hay sao? Lột mới đây mình ăn trước. Đó, không ý là để em biết để cho đá ít đá vào cho nó an toàn. Ngon. Chút đá cho. Cho lạnh, có tí lạnh nó mới ngon. Ngon đúng không? Vâng, còn không nó hết lạnh là hết ngon đấy. Đây là nước chấm rồi mọi người, nước chấm chanh được không? Chấm chanh. Nước chấm chanh, đây là chấm muối ớt. Để cá vô. Phải để đá đây xong là tới đâu mình bóc tới đây ăn ngon hơn nhiều. Anh vậy đúng không? Không ngon bằng để đá đúng không? Đấy, đó. Tới đâu tới mấy người ăn ngon, ăn vậy gọi là ướp đá. Đấy, đá. Đó. Lọc mơ đi, tìm nhìn lại đây. Nhiều quá rồi đó. Nhiều quá hả? Đã đi, lọc đi, cho nhiều đi, ăn cho nó đã. Bây giờ mình tưới chanh lên mớ nè. Cá chanh. Đó là cá chanh. Cá chanh của anh Sóc. Cá chanh đó. Đó. Món này phê lắm ạ. Món này phê lắm. Rất là phê nha mọi người. Thì tôm này cũng là thầy gửi cho mình 5kg rồi mọi người. 5kg tôm rồi. Đúng không hả? Lần qua thầy gửi 5kg. Thầy có xem video của mình thì gửi thầy gửi cho 5kg. Thầy đó ở Vĩnh Châu. Trần Đề, xã Liêu Tú. Liêu Tú. Đúng rồi. Cái đó là Vĩnh Châu. Còn bên kia mình đi hôm qua bên dòng bên kia là Vĩnh Hải. Vĩnh Hải. Còn chỗ thầy là Vĩnh Châu á. Đúng rồi. Rồi ăn đi. Ăn đi Nam. Vậy là xử rồi đó hả? Xử. Ừ. Xử rồi. Chấm chanh kìa, thôi chấm chanh á. Đó, chấm đi. Quậy nước chấm lên cho nó tan đều coi đó. Mời đi, mời đi. Mời cả nhà đi. Thôi, mời mọi người ăn với mình nha. Ướt ngon không? Đã. Ngon rồi nè. Ngon rồi. Chỉ là leo với ớt con nè. Lê, mời quên chỉ leo nữa này. Cúc cho leo lên. Ớt nhiều quá. Thiếu ớt. Vậy rồi trong đó có ớt đó nè. Ngon quá mọi người. Ngon, đây là có ớt luôn mọi người.
Chín quá rồi. Làm cái được rồi. Cảm ơn rồi. Đã thiệt. Thấy giòn. Còn rồi. Còn làm không? Ngon quá. Ngon. Đã được chanh hơi nhiều, đúng không? Cho ngập như nè. Cắm. Hay vậy? Cắn cái còn, cái còn mới đã. Nó ngọt gì đâu. Để đâu ăn, đang ăn ngon. Không chưa ăn gì em? Ăn mạnh chưa đây? Ăn mạnh đi nè. Ủa, đi anh ơi. Chính đó nè. Đầy mâm luôn à. Quá nhiều tôm mà. À mời bác ơi. Này nó ngon à. Má anh Dưỡng ăn thấy ngon trời. Ngon anh Năm. Ngon. Ngon ha. Đó giờ mới từng ăn. Việt ma hiếm có. Nó nhiều sạch lại không? Kinh hết nạn ơi. Ê mọi người thì bên đây cái hồ sen không gại mình thì mọi người cũng sen video này mọi người cũng biết chất cao sen nữa mọi người ha. Thì bên kia cũng là thái dĩa mọi người. Bên đây thì cũng là trường học. Bên đây thì có một cái con sông mọi người. Sông chảy qua đường sông sông lớn mình á. Đây là cái ao sen. Làm mỡ nữa nè, để vô. Hôm nay là năm chất nhiều lắm. Con anh được cộng cộng quay đừng chạy nó biết vô nha. Không cái bả nha. Kính luôn rồi. Ngon hết rồi nè. Nhúng vô thôi. Ngon cái này nè. Đúng rồi thôi, đó vừa thôi nhúng quậy cái ra nhúng vô. Đây này, phải ăn như vậy. Rồi này, ăn lạnh nó mới ngon này. Đây nè. Đó. Đã. Đó. Quá. Ngon mà anh Sóc ăn thấy ngon quá mọi người. Gặp thấy anh Năm ăn chép chép thêm cái nữa. Trời trời. Gặp anh Dưỡng ăn thêm cái nữa. Trời trời. Tới công chuyện luôn rồi mọi người ơi. Đã quá mọi người ơi. Còn qua mọi người ơi. Mùi nhiều. Ăn ấy. Chín luôn nè. Chín luôn rồi nè. Thấy tới đỏ luôn nè. Thấy không nè. À. Ăn miếng lạnh ăn luôn ngon thôi. Đúng rồi. Đậm đi đúng luôn. Chúng ăn ngon. Tôi là đại ngâm cả năm. Lộn trống lộn rồi cái đầu chấm vô luôn à. Tại ăn nó nhiều nó lạnh đó. Đúng không? Giống như đi biển. Ờ. Ăn nó cá. Hả? Lạnh luôn ăn ngon đó. Ngon thấy chưa? Quá. Quá ngon chưa? Không nghĩ ngâm mày. Nhúng vào đây luôn. Đó. Cảm giác nó sao anh Sóc? Cảm giác nó sao? Nó thịt nó vừa giòn mà nó vừa ngọt lắm mọi người. Giòn ngọt không? Ừ. Nó dai. Dài nó mà nó béo nữa. Nên ăn tái lạnh nước đá anh ăn vậy nó sao anh Dưỡng? Cảm giác của anh ăn sao? Nó béo. Nó béo à? Nó béo, nó ngon. Nó có độ lạnh. Đúng rồi. Như chín thịt quá nó không ngon.
không, cái này nè mới ngon nè. Ừ. Đây. Đây để tôi thử anh nè, em món. Nước chấm, nước chanh nè, đổ vô. Đổ vô nó hết hả? Quậy lên. Anh Năm khoái con này dữ lắm mà nào. Bữa nay được tham gia này là đã luôn rồi. Vô. Cảm giác tính ra cái này nó ngon hơn thịt bò. Hồi nãy giờ mới từng lần đầu tiên ăn nè. Ngon quá. Cảm giác là tuyệt vời luôn đó không? Ok. Ngon quá. Nó đã rồi. Nó giòn cắt à. Đây, vô ngon quá cả nhà. U ngon này, có tí rượu nữa thì ngon quá. Cái này là, món này là tuyệt vời luôn ha. Là làm đi ơi. Không lẽ lắm à. Đúng rồi, đúng rồi chứ. Đó đã. Này bò tạc nó ngon. Bò tạc nó ngon nữa ha. Bò tạc cay lắm, ăn nổi đâu.